everyone, and welcome to my program. I'm Yung, and you can call me Danielle. I'm here to teach you English as a second language. And first of all, I would like to tell you a little bit about myself before we start this program. Xin chào các bạn, và chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh online. Tên của mình là Yung, các bạn có thể gọi mình là Danielle. Thì đến với trước khi mà mình bắt đầu khóa học này thì mình sẽ giới thiệu một chút xíu về cái nguồn căn tại sao mà bây giờ tiếng Anh của mình có thể nói gọi là khá là lưu loát như thế này á. And I have been teaching English for about 5 years and I have been studying English since I was 6 years old. Since then, I have learned a lot by watching movies, watching YouTube, or reading the news. Many people ask me if I study abroad or not because they said that my accent is quite good. But actually, the answer is no. I have always studied English in Vietnam. Thì tính tới thời điểm bây giờ thì mình cũng dạy tiếng Anh được khoảng 5 năm rồi. Thì mình cũng học tiếng Anh từ khi mình 6 tuổi. Thì kể từ cái lúc đó thì mình học tiếng Anh. Tới bây giờ thì mình cũng học là mình sẽ xem phim nè, mình xem YouTube hoặc là mình đọc báo. Và nhiều bạn đó cũng hỏi mình luôn là mình có đi học ở nước ngoài về không? Tại vì cách phát âm á, nó các bạn cảm thấy là nó khá là ok so với người bản xứ. Thì câu trả lời của mình là đương nhiên là mình không học ở nước ngoài gì cả, mình chỉ học tiếng Anh ở Việt Nam thôi. Sau đó cũng là tin vui cho các bạn, nếu các bạn ở Việt Nam mình không có điều kiện đi nước ngoài học thì các bạn cũng sẽ có thể nói giống như mình thôi sau cái khóa học này các bạn nhé. And the truth is I used to have the exact same problems as you had while studying English in the past. Và sự thật là mình cũng có cùng một cái vấn đề giống như các bạn thôi. Giống khi mà mình học tiếng Anh từ ngày xưa đó, thì mình cũng gặp những cái vấn đề, những cái khó khăn trong việc học tiếng Anh. When I was in grade 12, I could only speak a little English and I had problems listening to a full conversation in English because it couldn't be clear to me. I couldn't listen to English songs or unless they had lyrics, and also I couldn't watch English movies unless they had subtitles. This made it very hard for me to understand what native speakers are saying. At that time, listening was my weakest skill and it was what I was afraid the most. Thì thậm chí khi mà mình học tới lớp 12 rồi thì mình cũng chỉ có thể nói tiếng Anh một chút xíu thôi. Nói chung là mình cũng không nói lưu loát đâu, mình cũng nói sai nhiều lắm. Với lại nữa là mình cũng không có nghe phim đó. Các bạn khi mình xem phim đó, nếu mà không có sub ở dưới đó thì mình cũng không nghe được. Và mình cũng sẽ không, nếu mà không có lời bài hát thì mình cũng không có nghe được là ca sĩ đang hát cái gì luôn đó. Thì điều đó làm cho mình rất là khó khi mà mình học tiếng Anh và mình cũng không hiểu là người bản xứ họ đang nói gì nữa, tại mình nghe không được nên mình cũng không hiểu luôn. Thì lúc đó đó, cái kỹ năng á mà mình tệ nhất đó là kỹ năng nghe, và kỹ năng nghe là cũng là một cái kỹ năng mà mình sợ nhất luôn á. But now everything about me changed. I got an 8 for my IELTS speaking skills. Among these 4 skills, reading, listening, writing and speaking, I enjoy listening the most because when I hear an English conversation, I understand it at 95%. Watching English movies and YouTube videos are much easier without subtitles now. Also, listening to English songs without reading the bottom of the screen is much easier because I understand what the native speakers are saying. Now I can get a lot knowledge from them. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn khác, hoàn toàn thay đổi. Mình thi IELTS thì mình được 8 chấm điểm IELTS speaking ha. Và trong 4 kỹ năng mà nghe, nói, đọc, viết đó thì mình sợ nhất.
hồi xưa là listening, thì bây giờ listening lại là cái mà mình thích nhất. Bây giờ mình nghe listening á, thì mình có thể nghe được toàn bộ các cuộc hội thoại, khoảng 95% tất cả các cuộc hội thoại. Và mình xem phim, mình cũng không cần xem cái sub ở dưới. Và mình nghe nhạc, mình cũng không cần phải xem cái lời bài hát luôn. Nói chung là khoảng 95% là kỹ năng listening của mình. Thì mọi thứ bây giờ với mình nó dễ dàng hơn, tại vì mình nghe được, mà mình nghe được thì mình sẽ hiểu được, mình hiểu được người bản xứ họ đang nói gì. Vì thế nên mình cũng học được rất là nhiều kiến thức từ người nước ngoài, tại vì kiến thức thì có ở nhiều nơi mà, đúng không các bạn? So, would you like to know how much English skills got a lot better? Now, in this program, I will share with you the two most important things that I have learned my years learning and teaching English. Vậy thì bây giờ các bạn có muốn biết là English của mình đã tốt hơn rất nhiều như thế nào? Thì bây giờ trong chương trình học, khóa học này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai điều mà mình nhận thấy là quan trọng nhất dựa trên cái kinh nghiệm mà mình học và cũng là kinh nghiệm giảng dạy của mình. So first of all, I realized that pronunciation is the first and most important thing to help you sound like a native speaker. Your grammar could be wrong, but people will understand what you are saying. Even me, I'm not a native speaker, so of course, I still often make grammar mistakes. Thì đầu tiên mình nhận thấy đó là kỹ năng phát âm là điều quan trọng nhất, là điều đầu tiên tiên quyết để giúp cho các bạn có thể nói tiếng Anh sao cho giống người bản xứ. Ngữ pháp của các bạn có thể sai, nhưng mà người bản xứ họ cũng sẽ hiểu các bạn nếu mà bạn nói ngữ pháp sai, cũng giống như mình thôi. Thậm chí đến bây giờ khi mà mình nói nhanh quá thì mình cũng sẽ nói sai ngữ pháp, nhưng mà người bản xứ họ vẫn hiểu được. So example, if you say my name Dung, it is wrong, but I can still understand it. But if you can't pronounce the word correctly, I may not understand you. So, ví dụ là nếu mà các bạn nói my name Dung thì đó là sai, tại vì câu đúng phải là my name is Dung. Mặc dù các bạn nói sai nhưng mà mình vẫn hiểu được. So, nhưng mà nếu mà các bạn phát âm sai thì sẽ rất là khó cho mình có thể hiểu được các bạn đang nói vấn đề gì. So, example, restaurant. Thì thường mình có một ví dụ đó là từ restaurant. Thông thường khi mà mình học ở trường từ hồi phổ thông đó, mình sẽ được dạy là đọc là restaurant, restaurant, restaurant. Nhưng từ này thực sự không phải đọc là restaurant. Từ này phát âm đúng của nó phải là restaurant. So if you say restaurant, so nếu mà các bạn nói là restaurant, mình hoàn toàn không hiểu gì hết. So cách đúng phải là restaurant. Okay.